Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn kiến ngày 18 tháng 10 năm 2021 gửi Bộ Y tế và Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo thuộc Bộ Y tế đề nghị mở rộng chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát cho các ca F0 mắc COVID-19 mức độ nhẹ tại các tỉnh phía Nam. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, Sở này cùng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã triển khai chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát bằng thuốc Monopiravir cho người bệnh COVID-19 mức độ nhẹ tại nhà và cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh, nằm trong đề án nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đã được Bộ Y tế phê duyệt. Bước đầu, chương trình đã cho thấy hiệu quả làm giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong, giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung và các bệnh viện dã chiến, đồng thời giúp giảm bớt sang chấn tâm lý cho người bệnh, góp phần giúp người bệnh nhanh chóng hồi phục. Hiện nay, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đã được kiểm soát, thì tại các tỉnh thành phía Nam, tình hình dịch bệnh đang diễn tiến phức tạp. Số ca mắc và số ca cần nhập viện điều trị có xu hướng tăng lên. Để hỗ trợ cho các tỉnh thành phía Nam sớm kiểm soát được dịch, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Y tế và Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo xem xét chấp thuận chủ trương cho phép mở rộng đối tượng tham gia chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát bằng thuốc Monopiravir là các F0 có triệu chứng nhẹ đang được thu dung điều trị tại các tỉnh thành phía Nam. Người bệnh tham gia vẫn sẽ đảm bảo thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt và được giám sát chặt chẽ bởi nhóm nghiên cứu. Nếu được chấp thuận, 13 tỉnh thành bao gồm Cà Mau, Bến Tre, Bạc Liêu, Long An, Trà Vinh, An Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Hậu Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ sẽ được phân bổ thuốc Monopiravir. Mỗi tỉnh dự kiến được phân bổ 1.000 liều. Trước đó, trong chiều 16 tháng 10, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có buổi họp trực tuyến với 13 tỉnh phía Nam chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19. Tại cuộc họp trực tuyến, lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẵn sàng chia sẻ thuốc Remdesivir kháng virus dạng tiêm cho các tỉnh phía Nam. Riêng thuốc Monopiravir kháng virus thì Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh không chia sẻ được, vì đây là thuốc trong chương trình nghiên cứu của Bộ Y tế, cần được Bộ Y tế chấp thuận mới có thể cung cấp. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.